Kinh nghiệm qua các năm cho thấy, thời điểm này đang là cuối vụ tiêm phòng nên miễn dịch của vật nuôi không đảm bảo, dễ mắc các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Do vậy, để ngăn chặn các loại dịch bệnh bùng phát trên gia súc, đặc biệt là bệnh lở mồm long móng, trong những ngày này, ngành thú y tỉnh Quảng Bình đã chủ động triển khai công tác tiêm vaccine phòng bệnh cho gia súc, đồng thời tăng cường giám sát các bệnh tại cơ sở, các trang trại có quy mô lớn để chủ động ngăn ngừa và dập dịch ở phạm vi hẹp nếu có dịch bệnh xảy ra. Tại các trang trại có quy mô chăn nuôi lớn của huyện Quảng Ninh, các cán bộ thú y cơ sở đã giám sát chặt chẽ dịch bệnh qua công tác thăm khám định kỳ. Sự chủ động này rất có hiệu quả khi hiện nay là thời điểm giao mùa, có thời tiết phức tạp, dễ gây nguy cơ phát bệnh trên gia súc gia cầm. Anh Tiến Triển, chủ trang trại chăn nuôi cho biết, do trang trại nuôi lợn thịt và lợn sinh sản với số lượng lớn nên gia đình rất lo sợ nếu dịch bệnh xảy ra. Tuy nhiên, được sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc bố trí cán bộ thú y chịu trách nhiệm giám sát từng trang trại nên gia đình rất yên tâm. Trạm luôn luôn quan tâm trực tiếp đối với trại, dịch bệnh phòng khử trùng trung trại được trạm thú y cấp chỉ đạo theo quy trình một tuần là phun một lần. Với tình hình là áp lực dịch bệnh ở các địa phương khác ấy, thì thực hiện công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong thời gian này thì trạm là luôn bám sát các địa phương để chỉ đạo công tác là tiêu độc khử trùng, đặc biệt là những cái địa phương mà công tác tiêm phòng còn thấp thì thống kê để tiêm phòng triệt để, không để đảm bảo cho dịch bệnh không được xảy ra. Trang trại chăn nuôi bò của chị Phạm Thị Lân ở xã Hải Ninh cũng vậy. Mới vào nghề đầu năm nay, khởi nghiệp với 13 con bò sinh sản và đang xây dựng chuồng trại để chăn nuôi lợn thịt, nên chị Lân rất yên tâm khi có cán bộ thú y cơ sở đến tiêm thuốc phòng ngừa và phun hóa chất tiêu độc khử trùng hàng tháng. Sự chủ động ngăn ngừa dịch bệnh ở các trang trại như thế này cũng đã được ngành thú y cơ sở các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình triển khai rộng khắp nhằm phòng tránh và hạn chế sự xuất hiện trở lại của dịch bệnh trên gia súc cũng như những năm trước đây. Trang trại đấy thường xuyên vệ sinh chuồng trại với xịt phòng bệnh ngừa, xịt thuốc côn trùng và vệ sinh một tuần vệ sinh một lần. Thường xuyên chủ động hóa về kiểm tra một tháng hai lần. Cử cán bộ trực tiếp xuống các hộ dân để hướng dẫn các biện pháp điều trị và phòng ngừa dịch bệnh, đồng thời hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân, các trang trại trên địa bàn khử trùng môi trường và lập chốt chặn kiểm dịch là biện pháp đang được ngành thú y cơ sở các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chủ động triển khai. Những phương án phòng ngừa này đang là giải pháp tích cực trong việc khoanh vùng kiểm soát dịch bệnh cho gia súc gia cầm ở địa phương, nhất là trong thời điểm dịch bệnh dễ bùng phát như hiện nay.